Ok, xin chào anh em, rất vui được gặp lại anh em trong những cái clip về auto chat ở trên kênh Game Today. Meta mới lại bắt đầu Sida rồi đấy anh em ạ. Không phải là cái bộ mèo heo gấu, cũng không phải là cái bộ 9m5 rồng, mà là một trong những cái lineup mà cực kỳ khó chịu trong cái thời điểm hiện tại. Đó chính là cái lineup Warlock, một trong những cái bộ mà đánh cái kiểu gì cũng tốt anh em ạ. Nó phải nói là quá mạnh so với cả cái phần còn lại của thế giới. Đấy, không biết làm nào để có thể counter được. Với cái lượng đồ thủ hiện tại thì thực sự cái bộ Warlock rất mạnh. Trận này có khả năng là tôi sẽ chơi Hunter. Để xem là có chơi được Hunter không. Hunter hoặc Beat hoặc là gì, hoặc là có thể là chúng ta sẽ chơi là Feather cũng được. Đấy, cho nó khác đi nha anh em nhá. Để xem là chúng ta có những cái món đồ gì ngon nghẻ. Chơi trận này thì chúng ta có Tsunami rồi có Lancer, nên là tôi cũng hơi tự tin để chơi cái bộ Hunter đấy. Đồ này lại không phải đồ Hunter nên là chúng ta sẽ random thôi. Ấy à, đi phải gen lại rồi. Đổ chán thật sự luôn. Lấy cái cung hay là cái crit. Ok, rồi. Tạm ổn để chơi cung anh em ạ. Tạm ổn để chơi cung. Trận này chắc tôi chơi cung đấy. Cái bộ Warlock bay ra bộ Hunter ăn được. Hunter phải Hunter to cơ. Hunter phải Skelet Lancer 2 sao thì mới có thể đấm được. Úi dồi ôi. Cái này là cho tôi chơi gì? Chơi Beat à? Không, tôi vẫn cứ thích chơi Hunter. Hay. Được rồi, lấy toàn những cái đồ đánh tay là được rồi. Ok. Thực ra tôi biết là nhà phát hành họ đang điều chỉnh. Họ đang có cái dấu hiệu điều chỉnh ấy. Sẽ có những cái update liên tục trong cái thời điểm hiện tại. Làm nào để cho là cân bằng nhất có thể. Sau khi mà update thì nó có quá nhiều các cái món đồ mới. Nên là cái việc cân bằng ấy chắc chắn là chưa thể là một sớm một chiều. Đấy, nhiều anh em cứ bảo là nó có một cái server test để có thể là người chơi người ta test ở trong cái server đấy. Đấy, test chán chê ở trong cái server đấy rồi chúng ta mới có cái bản chính thức. Thì tôi cũng xin nói với anh em là cái server test đấy làm cho vui. Từ từ nha, đây có con cây này, người chơi Fear giờ không? Nhưng mà lại lấy đồ rồi anh em ạ. Lấy đồ nó lại hơi nhiều cái đồ đánh tay. Nhưng mà thực ra chúng ta cũng có thể là rèn lại được. Rèn lại được. Ok, con này sẽ phải lấy. Được chưa? Thế này ổn không? Được. Mà vẫn chưa có cái con co đánh tay nào nhỉ? Cho nó ổn. Cần phải có một cái con co đánh tay ổn ổn tí. Kiểu như là ra một con Sadacliller chẳng hạn. Đấy, thì lại đang chia sẻ dở với anh em về cái server test ở trong cái game Auto Chess Mobile. Thì cái server test này thực ra nó làm cho vui thôi. Rất ít người chơi ở trong cái server đấy. Nó không giống như những cái con game khác mà tôi từng biết. Ví dụ như là con Honkai Star Rail chẳng hạn, tôi cũng đang chơi. Thì nó sử dụng server test là phải đăng ký đàng hoàng. Và những cái người mà đăng ký chơi server test ấy là người ta đúng là cái kiểu người mà được trả tiền để test. Đấy, tester ấy thì là họ được trả tiền nên là họ test rất là kỹ. Và test trước phải 3-4 tháng cơ. Đấy, chơi chán chê rồi. Sau đó mới ra cái bản chính thức. Đấy, các cái bản nó update ở trên cái server test là trước tới tận 4-5 tháng. Thế nên là người ta có thời gian người ta test. Và những cái người test đấy là người ta được trả tiền nên là người ta test rất là kỹ. Người ta test rất là có tâm. Chứ còn không phải như là server test của cái bọn Auto Chess này. Server test của Auto Chess thì đơn giản là mày cứ vào mày chơi thôi, thằng nào cũng vào chơi được. Đấy, cũng không có cái công gì đâu, không được trả công đâu. Đấy, mày thích chơi mày chơi, không thích chơi thôi. Thế nên là những cái người vào, người ta chủ yếu là người ta vào người ta xem là sắp tới ở trong cái update mới thì nó sẽ có cái gì thôi, chứ còn cũng không phải là người ta tìm những cái lỗi, hay là người ta tìm cái sự cân bằng, hay là người ta đánh giá cái sự cân bằng thì không. Không có anh em nhá. Thế nên là đấy, cái server test nó cũng chỉ làm cho vui thôi. Người ta vào người ta hiếu kỳ, người ta xem beta mới xem nó có gì hết.
Ok, trận này vẫn có thể chơi Hunter nha anh em nhé. Đây rồi. Có 4 con Hunter. Đồ thì nó nói chung là cũng là chuẩn đầu game rồi đấy. Hunter là cứ lấy mấy cái đồ đánh tay thì là ok rồi. Đấy, không thừa một cái đồ nào cả. Chúng ta có 3 đồ đánh tay. Ok. Rồi, round này cố gắng thắng đấy. Ui khó à. Thắng round này thì có phải là được thêm một tiếng không? Nhưng mà khó quá anh em ạ. Này, khó nhở. Berserker đứng xa lia dìu, hơi khó chơi. Ba con này có đánh được 3 con của nó không? Ui rồi ui, nhưng mà được. Hay, thế là 10 tiền đấy. Ra thêm Hunter đi. Ui, hay quá. Ở đây chúng ta đang có là 5 con Hunter rồi. Thiếu một con. Rồi, chúng ta lại có thêm đỏ này. 4 đỏ vào hay sao? 4 đỏ, nhưng mà 4 đỏ thì lại không kẹp được Hunter anh em ạ. Thiếu. Thôi, để cái này mạnh hơn. Nó có công thủ nó đầy đủ anh em ạ. Phía trước thì nó có 2 sao này. Nó có đỏ kẹp vào, phía sau có Hunter bắn. Ui, vừa thua không? Rao này to đấy. Hỏng rồi. Áp lên 6 cái thua luôn ạ. Con Berserker lia dìu phát bay luôn cái hàng trên luôn. Không kịp làm gì anh em ạ. Dã man, ui thôi chết tôi rồi. Không có chuỗi hết tiền như vậy, cay thật. Tôi cứ tưởng là tôi áp lên là tôi giữ được cái chuỗi này, nhưng mà đâu có đâu. Thế tôi lại mất chuỗi. Trận này nhá, nếu mà chúng ta chuyển sang chúng ta chơi đỏ cũng được đấy anh em ạ. Trong cái truyền thuyết là có con Battleman ấy. Là chúng ta có thể chơi đỏ được. Bây giờ đỏ kẹp cả lùn thì sao? Đỏ kẹp lùn kẹp với cả Kira đánh ở level 10. Kẹp với cả Warlock được. Warlock, Kira, lùn. Được. Đánh ở level 9 là đủ. Level 10 thì chúng ta có thể kẹp cá vào cũng được. Nhưng mà cái trận này mà chơi đỏ ấy thì cái sức mạnh nó cũng không được tối đa đâu anh em ạ. Nó thiếu cái con nó có Battleman nhưng mà nó thiếu cái con Light Split và nó thiếu cái con máy bay. Con máy bay để kẹp lùn nữa. Nó đánh là phải đánh bằng con súng thì nó hơi yếu đấy. Ui, vớ vẩn đánh cái thắng thằng này này. Thắng không? Con God of War này tôi nghĩ là không có khả năng giết được cái con Unicorn này đâu. Hay. Đó. May là bắn được cái con ấy ở đằng sau ấy. Bắn được cái con Heaven Bomber ở đằng sau. Trận này vẫn muốn là chế cung hơn anh em ạ. Mà nó không ra thì có khi là phải chuyển sang đỏ. Chơi Hunter mà không ra đủ 6 Hunter sớm thì khó chơi lắm. Bọn Hunter giờ nó yếu mà. Với cả một cái nữa này là cái round 10 hoặc round 15 ấy, nó sẽ phải ra cho tôi cái món đồ mà kích hệ lùn. Đấy, chơi Hunter giờ nó thế đấy anh em ạ. Nó phải ra cái món đồ kích hệ lùn thì mới chơi được. Rồi, tôi sẽ bỏ cái bọn 4 đỏ vào, tôi bán đi, tôi lấy cho chặn tiền anh em nhá. Cái tầm này thì thôi, không có chuỗi rồi thì đánh theo cái kiểu tiết kiệm tiền đó. Trận thắng trận thua, đấy, thắng thì được tiền, thua thì thôi thì cũng mất ít máu, thế là được rồi. Chồng đúng là Hunter lừa luôn anh em ạ. Ra 5 con. Có lùn không? Ui rồi không có anh em ơi. Đây là lấy cái chén thánh nhở. Bây giờ random hên xui lắm. Lấy luôn cái chén thánh ấy. Random hơi hên xui. Thường đến cái round đấy mà nó không ra được cái món đồ kẹp lùn thì chúng ta đợi đến round 15. Còn nếu mà 15 mà không ra lùn nữa ấy, thì thôi. Dẹp. dẹp luôn nha anh em nhá. Đến 15 mà không ra lùn nữa thì thôi, dẹp luôn Hunter đi. Khỏi phải chơi. Trận này không có máy bay mà không có lùn thì thôi nhá anh em nhá, xác định luôn. Còn nếu mà có lùn ấy thì chúng ta sẽ để tí nữa chơi co là Medusa. Chơi co Siren. Để xem đồ nào đã, đồ phải ngon nghẻ thì mới chơi được. Úi giời ơi, nhìn này. Dã man luôn, thằng to thế. Trông to thật sự luôn ấy.
Thôi được rồi thì ăn được thằng nào thì hay thằng đấy thôi. Giết giết được một vài con đi. Cho giết được hai con à, ba con à? À thôi được rồi. Giết giết được bốn con không? Thêm một con nữa. Ok, được rồi. Ui giời, quá tuyệt vời. Được 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 được, tôi chỉ cần có thế thôi. Bài to như thế thì giết được 4 con nó là tuyệt vời rồi. Giữ chút máu. Điều nhờ anh em nhờ. Vẫn chưa ra 6 Hunter đây này. Đến round 12 rồi mà cung đen với cả cái con rồng đâu rồi? Tại sao mày không ra đi? Ôi giời ơi. Cái tầm này mà không ra được 6 Hunter phải đánh kẹp bốn đỏ vào. Nhưng mà cái bọn này ấy, nó cũng không phải là cái bọn mà nó ngon, bởi vì là nó vẫn chưa có con nào lên 2 sao cả. Thế nó mới lừa chứ toàn ra cặp luôn anh em ạ. Cay thật. Cho mà 2 round nữa, 2 round nữa mà không ra tôi bán đấy. Cay thật đấy. Không là phải bán đi tích tiền rồi chuyển về đỏ chơi cho an toàn. Ít ra cái bọn đỏ ấy, lúc mình kiểu mình yếu quá rồi, mình thấp máu quá rồi thì nó vẫn mạnh. Còn cái bọn này ấy, lúc thấp máu quá rồi là cũng không dẫy ở đâu anh em ạ. Gặp bộ nào cũng thua. Hunter này sau rồi đuối lắm. Ui rồi ui, tôi đúng rồi anh em ơi. Thế này thôi nhở. Thôi nhở, dẹp Hunter nhở. Tầm này thì Hunter gì nữa à? Đúng không? Dẹp đi tích tiền không? Ba con thôi anh em ạ. Thôi. Ba Hunter thôi. Những cái con ở dưới này là những cái con mà đang chuẩn bị lên 2 sao mà tôi giữ lại. Đấy, nhưng mà nếu mà round này mà thua thì tôi lại sẽ bán một con thỏ đi. Round này thua tôi sẽ bán con thỏ đi. Úi dồi ôi anh em ơi, gặp ngay cái thằng có chuỗi to. Thua. Không ăn được. Đang đánh kiểu giữ máu đó mà. Làm sao mà ăn được thằng này? Thằng này 6 warrior rồi. 6 warrior toàn 2 sao chứ. Sói 2 ạ. Sói 2 chịu. Level 7. Chuối cộng 9. Ok, đây có 2 sao đầu tiên. Round 14 mới có 2 sao đầu tiên ạ. Thôi xong rồi, trận này toang thật sự rồi anh em ơi. Nhưng mà may mà cái bọn Hunter này nó cũng giữ máu ấy anh em ạ. Đến năm 14 nhưng mà tôi kiểu bài nó không ra gì ấy. Nhưng mà tôi có Hunter xong rồi tôi lại lấy đồ, nó lại toàn là đồ đánh tay. Thế là nó cũng rất là ngon. Cái con súng nó anh em cũng có thể thấy là nó clear khá là ok. Trên này có God trộm chó nha. God mục sư này có này. Thằng nào cũng to anh em ạ. Anh em nhìn này, thằng này 4 con 2 sao, 5 con 2 sao luôn. 5 con 2 sao. Ui dồi ôi. 5 con 2 sao nhưng mà cái con súng này của tôi nó cũng bắn được khá khá này anh em này. Ờ. Cũng được đấy chứ. Thêm một con nữa không? Khó à. Lọt 3 con. 6 máu mỗi đao. Ác mộng à? Có chơi không? Ok, cứ mua tạm nha anh em nhá. Vớ vẩn chuyển bài ấy. Không biết ở đâu, không biết ở đâu. Không biết ở đâu, chưa biết ở đâu. Vẫn phải xem cái đồ đao này. Đánh bây giờ là phải linh hoạt anh em ạ. Đồ thì nó có quyền là chọn lại mà. Đúng không? Nên là phải linh hoạt lên. Bây giờ mà thấy có biến một cái là phải chấp nhận xoay bài luôn. Trận này có... Ui ôi, có thằng có Doom 2 rồi ạ. Vãi đái, thì chơi God hơi khó nhỉ. Doom 2 luôn. Doom 2 sao ở round 15 ạ. Mà tiền vẫn còn một đống tiền luôn ạ. Ui dồi ôi. Kiểu gì kia. Khó chịu thật sự. Trong khi bài tôi nó chưa ra một cái hệ thống cống rãnh nào cả thì bây giờ trông đuối thế nhở. Vẫn level 6 đấy. Có không? Ui dùi, ra Wing Ranger 2 sao này. Được. Có lùn không? Ui dùi, không có anh em ơi. Random thôi. Cho cái lùn nhá. Xin cái lùn.
không ổn rồi. Đồ này chán không nhỉ. Win lên được 2 sao gánh cho tôi một chút đi. Được không? Hy vọng là sẽ thắng ở round này. Hy vọng là sẽ thắng ở round này. Đừng gặp cái nhà Doom 2 nhá. Ui dồi, thằng này thì cũng to lắm anh em ơi. Khó. Không đánh được. Nó lại còn hack vào cái con Wing Ranger của tôi nữa chứ. Anh em nhìn điêu không nè. Ăn nổi không? Ơ kìa. Được không? Cố lên nào. Rồi 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 rồi. 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 Được rồi, hay quá mày. Thế là cũng là tiết kiệm được một đồng đấy. Coi như là ra vừa rồi chúng ta lại 2 đồng. Trận này khó quá anh em ạ. Thằng nào cũng có chuỗi cả anh em cả. Mà cái đội hình này của tôi ấy, nó không thể ăn được hai thằng kia. Bây giờ tôi có roll lên 6 đỏ ấy thì cũng không ăn được. Đấy, cái vấn đề là bây giờ ấy, nếu mà lên 6 đỏ thì nó cũng chả có giải quyết được nhiều vấn đề. Máu vẫn còn nhiều. Đấy, trận này bây giờ lại ra hai con võ sư nhưng mà lại không có con ngộ không. Nên là sẽ không chơi được. Hai thằng kia tôi còn gặp hết rồi cơ. Hai cái thằng có chuỗi tôi gặp hết rồi. Mà còn cái thằng Doom 2 kìa. Dã man. À, 9 Warrior Doom 2 đỡ không sao ở đây. Đấy, còn có trộm chó đây thì cũng chịu, cũng thua. À không không không, chưa thua. Co của nó vẫn 1 sao thì vẫn ăn được. Trộm chó này nó vẫn tiểu học thôi, vẫn ăn được. Rồi, cố gắng giữ máu nhá. Bộ 6 đỏ ấy là phải ít nhất là phải đánh ở level 9 nha anh em nhá. Ít nhất là level 9. 6 con đỏ kẹp với cái con súng là lùn này. Đấy, kẹp với cả con Lancer thì đã là level 8 rồi, level 9 chính là con Kira đấy, hoặc là hai Glacier hoặc là con Kira. À, đánh ở level 9 sống chết cũng phải lên 9 do đánh đến hết game cũng được luôn. Đấy là cái bộ 6 đỏ. Sống chết phải lên 9. Nhưng mà phải trong cái trường hợp cũng phải ra được cái con ít nhất là cái con Lancer nhá. Hoặc là con không, không phải ít nhất, con Lancer thì nó tốt quá. Ít nhất là phải ra cho tôi được cái con Kalong hoặc là con có thể là con Sailing Assassin ở trong trận này cũng được. Chứ còn nếu mà không ra mấy cái con đấy thì khả năng toang là rất là cao. Ok ok, round này vẫn có thể ăn được này. Được đấy nhở, thằng này xả hết tiền nó vẫn không thể là có thể thắng được. Xả hết tiền form Clyde có vẻ Clyde bây giờ yếu quá. Anh em ạ, meta này bọn Clyde thật sự yếu. Berserker này. Berserker chính ra là chơi cũng ngon đấy nhá. Trước khi mà ra được Lancer có thể, nếu mà xin được một con Berserker 2 sao thì cũng có thể gánh được á. Từ từ đã, trận này có khá là nhiều Warrior đấy. Phải pick Warlock vào không tí nó phản cho sấp mặt luôn. Trận này hai thằng chơi Warrior nhá. Đấy mà ngoài cái Warrior ra thì còn có thấy tôi thấy là có thằng nào chơi Insectoid kẹp với cả mèo heo gấu ấy. Chịu. Thằng này thì chịu rồi anh em ạ. Giết được con nào hai con đấy thôi. Giết được con nào hai con đấy Doom 2 thôi chịu à. To thế. Thằng này thì bây giờ nó chỉ cần để yên xong nó up dần cấp lên thôi. Giữ tiền up dần cấp thôi. Lên 8 và lên 9 luôn là ok lắm rồi đấy. Thật sự rất là mạnh luôn đấy. Thề. Già con 4 đô 2 sao mà nó lại còn là con co cơ. Ok, bây giờ chúng ta sẽ phải bán bớt một vài con đi để lấy cái slot mua Warlock anh em ạ. Ok. Cho hai Warlock vào đã này. Như này thì sao?
này được không? Có bán win luôn không nhỉ? Bán bố đi anh em ạ, tiết kiệm tiền. Bán win đi, round sau chúng ta có thể là chúng ta sẽ lên level 9, sau đó xả tiền. Chắc là trận này không lên nổi 10 rồi anh em ạ, tôi nhìn thấy sắp chết đến nơi rồi. Bây giờ nhá, có hai sự lựa chọn. Một là nếu mà ra Lancer ấy thì chúng ta vẫn có thể chơi đỏ, sau đó thì kẹp với cả Kira hoặc là tạm thời kẹp với cả Warlock đã. Tạm thời kẹp Warlock đã để chơi. Mà nếu mà không ra Lancer đi thì chắc là sẽ phải chuyển sang là chơi God đấy anh em. Mà God thì bây giờ chơi God đỏ hay là God Warlock. Theo tôi thì nó God Warlock thì ngon hơn. Chuyện này phải chơi God Warlock. Nếu mà ra được cái con ác mộng lên được 2 sao thì khả năng chúng ta về God là cũng được. Mà từ từ đã. 4 Warlock à. Đây, 4 Warlock 4 đỏ này. Chưa có 6 đỏ mà, thiếu con heo. Ok, lấy cái hút máu nhá. Chuyện này tôi nghĩ là lấy cái hút máu hơn cái 2 tia. 2 tia mà gặp Warrior nó phản thì ôi dồi, có mà tự sát anh em ạ. Ok, thôi được rồi, cứ để cái này đã. Nếu mà bây giờ về 6 Warlock thì sao? 6 Warlock nhưng mà kiểu co là Lancer ấy thì có được không? Thì cũng được. Đấy, cũng được ấy, nhưng mà cái vấn đề là con Lancer bao giờ nó mới ra. Tôi chỉ sợ là chưa kịp ra thì đã chết rồi. Đây này, cái round này, ui dồi ôi, round này nó đẩy cho đi. Hỏng à. À được không? Ôi trời, không được, không được, không được, không được. Trông có vẻ tôi vẫn rất là mạnh nhá. Ồ, tôi vẫn ăn được không? Không, 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 ăn làm sao được. Ôi trông chó này khỏe lắm. Giai đoạn này làm sao mà tôi ăn được. Không ăn được. Thôi anh em ạ, sắp chết đến nơi rồi. Roll đó. Về God Warlock thôi anh em. Trận này có trộm chó, không chơi được đỏ luôn. Cuối cùng chúng ta lại phải về God Warlock. Đây rồi. Ui dồi ui, sao bây giờ mày mới ra heo hả heo ơi. Tạm thời chơi 6 đỏ. Tự nhiên nó lại ra con heo, nó lại thành 6 đỏ nữa, tôi lại bỏ vào. Thế nhưng mà có cái vấn đề là bây giờ là có vẻ cũng hơi yếu nhỉ. Sai lầm rồi anh em ơi. Không, sai lầm rồi, sai lầm rồi, sai lầm rồi anh em ạ. Sai lầm chết người của Tuấn Cơm rồi. Hỏng rồi, hỏng rồi, hỏng rồi, hỏng. Hỏng hẳn, hỏng hẳn. Không phải, không phải, không phải. Hỏng rồi. Sắp đi rồi, thôi lại phải mua God thôi. Vừa bán con God đi nhưng mà sau cuối cùng đúng là biết là sai lầm. Sai lầm rồi anh em ạ, chuyển sang God đỏ thôi. Hoặc là ở đây có thể chúng ta chơi God Warlock. Ôi, ác mộng lên được 2 sao rồi, quay xe thôi anh em ạ. Cay thật. Chuyển về bộ này may ra là sống sót. 39 máu, kịp không đấy. Trời ơi, vẫn phải chơi 6 đỏ anh em ạ. Round này từ từ đã. Round này chưa kịp rèn anh em ạ, để round sau nhá. Thiếu cái con God of Light, thiếu con God of Light. Ui dồi ôi, con ác mộng nó lao thẳng vào cái chỗ kia. Thôi xong rồi anh em ơi. Hỏng rồi, hỏng rồi, hỏng rồi, hỏng rồi. Ôi, giết được con nào hai con đấy đi. Giết được thêm con nữa không? Một con nữa, một con nữa. Đúng rồi. Ui dồi, sao không phải là ba con nhỉ? Nguyên cái dàn 2 sao nhưng mà còn có một tí máu. Đùa. Hỏng rồi anh em ơi. Thôi. Đây rồi, ui, đủ rồi. Đủ bộ rồi anh em ạ. May thế chứ lị. Chết cha. Thiếu một con Warlock. Không ổn rồi. Làm nào giờ?
Thiếu một Warlock anh em ạ. Ok. Round này có chết không? 30 máu. Ui mẹ ơi, 30 máu dùng cặp cái thằng này luôn ạ. Thằng trộm chó này khả năng nó đẩy tôi nhiều máu luôn ấy. Ui may quá anh em ơi, có cái khiên thiên thể này. Được 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 được, xoay được xoay được xoay được. Xoay được. Rồi ok 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 ok. Ơ kìa, tôi vẫn đấm được thằng này này. Ơ được. Úi rồi tưởng thua. Vẫn đánh được thằng này á. Tôi nghĩ là thua, tôi nghĩ là thua. Tôi nghĩ là thua rồi. Đây nó không phải là bộ gót, tôi đang không cầm bộ gót. Được không? Mà nếu mà không thua thì hòa cũng được. Hòa đi. Hòa được không? Thắng không? Úi dồi, thắng luôn ạ. Nhưng mà tôi hết tiền rồi. Thôi đánh ở 9 vậy. 6 Warlock đánh ở 9. Xoay ra vẫn kịp. Ok. Rồi. Rồi, bán hết đỏ rồi đó. Sợ thật sự ấy anh em ạ. Xoay bài kiểu xoay hết 100% luôn. Tất nhiên là tôi sẽ giữ lại con Squidman anh em nhá. Superman lên 10 cho vào. Lại cái bài đấy anh em ạ. Cái bài này là cái bài mà khi mà chúng ta sắp chết ấy, chúng ta không làm được gì cả thì chuyển sang một cái là chúng ta có thể làm được nhiều thứ. Nói thật với anh em là nó là như thế đấy anh em ạ. Dã man. Ui ở đây rồi. Bất diệt. Được đấy. Tạm thời thế đã. Từ từ bỏ món gì đây. Đấy bỏ này. Giữ lại cái bất diệt chứ, bất diệt cho ác mộng. Sống sót cái đã anh em ạ. Sống sót để có thể lên được 10. Lên được 10 là chúng ta lại cù nhây được anh em nhá. Đây rồi, lấy cái giáp. Cứ lên được 10 là nhây được. Bộ này là bây giờ không lên được 10 thì chết. Nhưng mà lên được 10 thì ối dồi ôi luôn. Đó như thế đấy anh em ạ. Cái sức mạnh của cái bộ này nó thật sự nó phải nói là không thể làm mà có thể tin được. Nó chỉ còn nó chỉ cần là bây giờ nhá, toàn một sao. Nhưng mà cứ dí ở lên 10, vứt được cái con Swordman vào là cái câu chuyện nó khác. Đấy, nó chỉ cần thế thôi. Bây giờ phải sống sót để có thể lên được 10. Tôi nghĩ là với 30 máu này tôi có thể lên được 10 đấy anh em ạ. Con ác mộng này thực sự là nó không cần phải là cái con du xoay đâu. Mà riêng cái con ác mộng này ấy, nó có đủ đồ thì nó cũng có thể nhây được. Nó cũng có thể nhây được luôn. Con này chỉ cần 2 sao thôi. Tất cả bọn còn lại chỉ kích hệ thôi mà. Cuối cùng là gì, là một mình con ác mộng nó cân kèo thôi mà. Đấy. Trận này bây giờ mà cứ lên được 10 thì là xác định là đánh đến late game là solo 1-1. Đấy, không nói nhiều. Chỉ hy vọng là lên được 10 thôi. Gặp thằng này cắt chuỗi của nó. Hay. Được được được. Cắt được anh em yên tâm. Chúng ta là cái bộ Warlock. 6 Warlock rồi. Đừng bảo thua này nhá. Đừng bảo thua nhá. Ác mộng nhiều đồ lắm ấy. Ác mộng bây giờ là rất nhiều đồ đây nhá. Rất nhiều đồ thủ luôn. Có đồ hồi máu, có chén thánh các kiểu. Đừng bảo là thua. Không thể. Ơ nhưng mà phải thắng nhá, chứ còn đừng có hòa nhá, trông cuộc sống hòa anh em ạ. Ê đừng có hòa nhá. Con ác mộng này nó hơi thiếu đam. Nó chỉ tăng cơ nó khỏe thôi, nhưng mà nó lại hơi thiếu đam nên là 20 giây này sợ không đủ để mà giết được địch mất. Thôi đúng rồi. Thế này hòa rồi. Ôi giời, hòa chán thế. Sao lại hòa? Chán nhở. Kìa. Chán thật đấy. Thế là không cắt được chuối của nó. Hòa đâu có tiền đâu. Cái con này ấy, nó không mạnh bằng cái con du. Cái con du xoay ấy, nó chắc chắn là cái round vừa rồi là nó ăn được đấy anh em. Nếu mà cho con du là nó ăn được. Nhưng mà cái con ác mộng này, cái lượng đam của nó, cái lúc mà địch nó đông ấy, cái lượng đam của nó dàn trải. Mà cái bọn Goblin thì nó có khả năng hồi máu. Nên là cái những cái quả bóng mà nó cứ đập linh tinh ấy, nó cứ đập mỗi con một quả thì nó sẽ không kết liễu được. Nhưng mà cái con du thì nó khác. Cứ cái con nào xung quanh con du nó sẽ xoay nó chết thì thôi. Kết liễu sẽ nhanh hơn anh em ạ. Có
con ác mộng nó chỉ mạnh khi mà nó dí một con thôi, chứ còn nếu mà đông thì nó sẽ yếu hơn. Cố lên, sắp lên được 10 rồi. Chỉ cần lên được 10 thôi, câu chuyện nó sẽ khác. Rồi. Hay quá. Doom là Doom, Doom vào cái con nó sâu à? Ui dồi ôi, nó Doom vào cái con ác mộng của tôi rồi. Ơ? Vẫn tung một trưởng anh em ạ. À. Doom vào vẫn tung một trưởng, điều là sự. Thế thì thôi, bạn ấy xác định luôn. Bây giờ mà còn không khóa được Doom, còn không khóa được cái con God nó bắn trưởng thì thôi xác định luôn là trận này là kéo lết rồi anh em ạ. Đấy, vô tư nhá anh em nhá. Không sợ Doom nào. Cái lý do ấy là bây giờ cái bộ này nó mạnh là bởi vì là đấy, anh em thấy đấy, có đâu có sợ Doom đâu. Cái bộ này bây giờ nó mạnh là vì thế đấy anh em ạ. Rất khó chịu, anh em thấy không? Tôi chỉ cần 2 sao. Đúng một coi con duy nhất là cái con ác mộng, còn lại tất cả đều một sao. Đấy, thế nên là tôi mới nói là bắt đầu meta là bắt đầu là thấy là Sida đấy. Đầu cảm thấy là meta này có vấn đề rồi đấy. Lại nói với cái bọn là nó không có test ấy. Bọn Dorodo nó không có những cái thằng mà nó test trước. Nên là bây giờ là mới có cái trường hợp nó như này nó xảy ra. Ui chú quỷ 2 à? Ui chú quỷ 2 thì vớ vẩn nó thua không nhỉ? Chú quỷ 2 chém nó cũng đau phết đấy anh em ạ. Chém đau phết đấy anh em ạ. Con chú quỷ nó chém đau ấy. Chém thêm phát nữa là tôi chết rồi, nhưng mà tôi may quá tôi lại bay xuống dưới. May thế chứ lị. Bay xuống dưới lại sống à? Có phải không? Có sống không? Có sống nổi không? Còn 29 giây. Ui rồi là trừ giáp rồi. Mà còn bất diệt, còn bất diệt, còn bất diệt, còn bất diệt. Còn bất diệt nữa cơ, còn bất diệt. Bật bất diệt lên, đúng rồi. Hay. Trong cái lúc bất diệt đấy nó không chém được anh em ạ. Thế thì lại sống, có phải không? Sống không? Không, không sống. Nhưng mà lọt cái con Lancer thì vô tư. Lọt một con thôi. 4 máu, được. Rồi lên được 10 rồi anh em ơi. Đây rồi. Tôi đợi cái giây phút này lâu lắm rồi anh em ạ. Bây giờ thì mới đúng thực sự đó là dễ chết đây này. Thế này là hết. Không sợ gì cả. Chiến binh bất khả xâm phạm quay trở lại anh em nhé. Một round nữa, sống đến round 30 chúng ta sẽ lại có một cái món đồ cam nữa. Và chắc chắn là chúng ta sẽ sống được. Chắc chắn là sẽ sống được anh em ạ. Chỉ một round thôi. Cố lên nào. Round 30 đến nơi rồi. Round này đừng có chết. Nhưng mà tôi nghĩ là không chết được đâu. Làm sao mà có thể chết được với một cái con này. Đây chúng ta gặp lại này. Anh em này, chúng ta gặp lại bọn Goblin. Vừa nãy là nếu mà đánh bằng ác mộng thì là chúng ta thua đúng không? Đấy, à chúng ta hòa. Nhưng mà đánh bằng cái con du này thì nó không hòa đâu. Nó sẽ xoay chết từng con một. Đấy, nó sẽ xoay chết từng con một. Không thể hòa được. Cái lượng đam của nó rất là kinh khủng. Anh em thấy chưa? Đấy, nó rút đam nhanh lắm. Nó gây đam, nó rút máu cực kỳ nhanh luôn. Nó giết xong con này nó mới giết con khác. Đấy, đến lúc mà còn có ba con này thì rõ ràng là ác mộng nó sẽ dí rất là nhanh rồi. Quá tuyệt vời luôn. Hai con xong kiếm hợp bích. Hai con này chắc chắn là nó sẽ nhơi được. Cái bài này, đúng là tôi nói thật với anh em là cái bài này là cái bài mà cần phải xóa sổ sau khi update. Không thể để nó như này được. Nó quá bá đạo anh em ạ. Nó quá bá đạo luôn. Không thể để nó như thế được. Rồi, chúng ta có thêm một món đô cam nữa anh em nhé. Lấy thêm một cái món nữa. Bây giờ chúng ta sẽ lấy một cái hy vọng là sẽ ra được cái vương miện. Ok. Ui không ra. Thế thì gậy tà ác được không? Hay random? Thôi random đi. Không, tôi không thích cái gậy tà ác. Random ra được cái chấn phái. Chính là cái vương miện. Thôi bây giờ thì thoải mái Doom. Đứng in một chỗ thì cũng vẫn là vô địch. Anh em ạ, đứng in một chỗ thì vẫn cứ là vô địch luôn. Hay quá nhỉ. Quá tuyệt vời luôn à. Quá tuyệt vời. Lại áo giáp da bò. Không sao. Đồ cứ dồn cho hai con mà.
hai con là được, hai co đánh bằng hai co. Ê à, ôi chắc chắn là sẽ là cái chén thánh rồi anh em ạ, cái món này là nó đương nhiên. Ok, vậy là có tới hai cái chén thánh cơ. Một cái chén tím và một cái chén xanh lá. Rồi, từ từ đã, tôi bây giờ tôi phải roll để full 2 sao đã anh em nhé. Full 2 sao nữa rồi tính. Như vừa đấy tôi có nói là một sao vẫn ok, nhưng mà tất nhiên là nó chỉ đến cái round bao nhiêu thôi, chứ còn đến 31 mà vẫn một sao thì nó hơi khèo. Nhưng mà dù sao thì cái bài này cũng thực sự nó là một cái bài mà đang gọi là cái bài bất khả chiến bại đấy, chiến binh bất diệt luôn. Rất là khỏe. Á à, ua ông này kẹp cá rồi. Lancer 2. Lancer 2. Chúa quỷ 2. Thôi chết cha, bay vào đây có chết không? Ác mộng song kiếm hợp bích với cả Swordman. Anh em nhìn là điêu không? Cái con Swordman ấy nó là một cái con Warrior 2 sao mà nó đấm cái bọn Warrior này như con luôn anh em ạ. Toàn 5 đô 2 sao. Thế mà cái con Zu nó chỉ là cái con 2 đô thôi. Điêu và sự. Ây à, nó bật được cái ấy lên đấy. Ui tôi vẫn thua này. Mà tôi còn bất diệt cơ, tôi còn bất diệt cơ. Hết BKB là chết. Đấy, anh em thấy chưa? Hết BKB là chết. À, hút máu lên à, nhưng mà vẫn thua. Một mình là solo với 9 con qua 10 con Warrior luôn. Nói không hoa chứ đấy là chính là một mình con Swordman 2 sao nó solo hết đấy anh em ạ. Chứ còn cái con ác mộng nó chỉ phụ họa thôi. Úi dồi, điêu thật đấy, cái bài điêu thật đấy. Thật sự cái bộ này. Bộ này nó bộ quá bá đạo luôn. Nhưng mà bây giờ bảo bây giờ vào rank nhưng mà bây giờ không chơi cái bộ này thì còn chơi cái bộ nào? Nhớ anh em nhỉ? Anh em có nghĩ thế không? Bây giờ vào rank bây giờ không dám đánh Assassin, không dám đánh 9 Warrior hay là không dám đánh Goblin. Không dám đánh Fiazer luôn. Đấy, chả dám đánh như là Insectoid. Gặp cái bộ này nó đấm như con luôn, thấy cái bộ nào nó cũng đấm được luôn nha anh em ạ. Cái thằng người Thái Lan là nó sắp lên được cái con Velomancer lên 3 sao rồi đấy anh em. Và bây giờ tí nữa mà Velomancer 3 sao đi, kẹp với Kira đi mà bây giờ bảo đấm với cả cái con Swordman 2 sao thì con Swordman này có đấm được. Theo anh em có đấm được. Chứ còn bây giờ tôi thấy là con Velom 2 sao thì không ăn thua rồi. Đấy, đồ thì cũng là thế giới đấy. Nhưng mà đấy, anh em thấy không? Có Kira nhá, đồ thì cũng thế giới luôn. Nhưng mà rồi cuối cùng này, anh em nhìn này. Ui dồi ôi, nó đấm cho thua hết. Bây giờ phải lên 3 sao đi. Lên 3 sao rồi tính tiền. 2 sao vẫn chưa ăn thua anh em ạ. Còn đấy 2 sao vẫn không làm gì được tôi. Nhưng mà tôi nghĩ là nó sẽ khó lên được 3 sao đấy. Bởi vì là hiện tại ấy, tôi đang giữ một cái con Velomancer, nó đang ở dưới hàng chờ. Đối thủ có vẻ như là khá khó khăn trong cái việc mà kiếm cái con Velomancer 3 sao. Ra 33 rồi nhưng mà anh em ơi, xác định luôn là cái trận đấu ngày hôm nay nó lại kéo dài. Nó sẽ kéo dài đấy anh em. Tôi nghĩ là nó sẽ kéo dài đấy. Chứ còn nếu mà đánh với cả mấy cái con Lancer giết thứ thì cũng không nhanh được đâu. À ui, Tuấn Cơm à. Đấy, Tuấn Cơm đây. Tuấn Cơm đây, định làm gì? Định đấm tôi hả? Hay sao? Được không? Ui, một mình nó solo này. Anh em nhìn điêu này. Thật đấy, cái bài này Sida thế chứ đấy. Chúa quỷ với cả con Lancer là hai con mạnh nhất ở trong cái bộ 9 Warrior rồi. Đối thủ lấy được hai cái con đấy 2 sao. Và bây giờ đối thủ đang coi như là không biết làm gì tôi cả. Anh em ạ, không làm được một cái gì hết. Vậy thì cái giải pháp nào cho đối thủ? để tôi xem là giải pháp nào cho đối thủ. À, vừa cây clip của ông xong à? À thế à, úi rồi, cảm ơn anh em nhá. Cảm ơn ông rất là nhiều.
Hóa ra đây là fan ở trên kênh anh em ạ. Theo anh em thì cái ông này, ông ấy có thể nào, ông ấy có thể nghĩ ra cách nào có thể là chiến thắng lại con Squidman này của tôi không? Đấy mới chỉ là một con Squidman 2 sao anh em ạ. Tí nữa con Squidman này nó lên 3 sao thì cái câu chuyện nó sẽ khác hẳn luôn. Đây rồi, rồi ơi anh em ơi, đây rồi nhá. Về làm 3 sao nhá. Về làm 3 sao và có Kira. Nhưng mà tôi không thấy là tôi không thấy là có cơ hội là ăn được tôi anh em ạ. Anh em nhìn kìa, cái lượng máu của nó đang mất dần. Còn về làm 3 sao nó đang mất máu dần. Và nó cũng sẽ chết sớm thôi. Thôi xong rồi. 6 Goblin cũng không thể cản được. 6 Goblin với một con Velomancer 3 sao và đang chết dần. Chỉ có hai con 2 sao thôi mà bây giờ cái bài này nói chung ấy là quá Sida luôn. Mặc dù tôi là cái người làm content ấy, nhưng mà tôi phải nói thật với anh em là quá Sida. Nó quá mạnh mẽ luôn. Nó không thể nào có thể cản được. Bây giờ làm cách nào thì đấy. Sẽ có thời gian cho cái ông kia. Xem ông ấy chuyển gì thì cứ chuyển đi. Cá kiếc gì kẹp hết vào. Đúng điểm gì kẹp hết vào thôi. Xem là liệu rằng có thể ăn được không. Tôi không nghĩ là có thể ăn được đâu. Anh em ạ. Tôi không nghĩ là có thể ăn được đâu. Ok rồi, rèn lốt một cái món cam nữa. giáp xoay quá tuyệt vời. Rồi. Full giáp luôn. Thôi xong rồi anh em ạ, bất tử rồi. Còn những cái đồ còn lại ấy, bây giờ có ra thì cũng chỉ nhét được cho con ác mộng thôi. Hết slot rồi. Cái này chắc random nữa nhỉ. Mấy cái món này không ngon lắm. Thôi random đi. Ui dồi ôi, quá ngon. Ok. Đấy, xong bắt đầu đắp đồ cho ác mộng anh em nhé. Đồ của Du nó full rồi thì bây giờ đắp đồ cho ác mộng. Rồi, đưa lốt mấy con này lên 2 sao cái đã. Rồi, quá tuyệt vời. Sao Ripper và cái con Velom. Nhưng hôm nay chắc tôi không được lên clip rồi. À úi rồi, thế là ý là gì? Ý là tôi thua ấy hả? Tôi thua nên là không được lên clip ấy hả? Hay sao? Có phải không? Có phải không? Chắc thế chứ còn gì nữa. Chứ còn làm sao mà lại không được lên. Tự nhiên là đang yên đang lành lại không được lên là sao? Ý là tôi thua ấy hả? Ui thế thì chắc là anh bạn này chắc là vẫn tấm chiều mới rồi anh em ạ. Tấm chiều mới rồi. À mạnh phết nhở. Ô tự nhiên lại mạnh ấy nhở. Cái gì mà tự nhiên mạnh ấy nhở. Ô tại sao lại thua này. Ôi đúng thật. 70 máu rồi này. Ôi tôi chết rồi. Hỏng rồi. Ui ôi sao nhở. Sao lại thế nhở. Tại sao lại tự nhiên lại mạnh lên nhở. Có cái gì đấy hơi điêu. Hơi sai ở đây anh em ạ. Có cái gì đấy hơi sai sai ở đây. Ừ nhở. Cái nào trước vẫn còn ăn được mà. Thảo nào mà đối thủ tự tin đến như thế. Phải có một cái lý do nào đấy chứ nhở. Cái lý do là bởi vì làm sao. Ok. Bật BKB lên được rồi, sẽ không bị hất tung, đúng rồi. Đúng rồi, cứa chết nó. Ui. Ui. Ui may có cái bất diệt anh em ạ, có cái bất diệt nhưng mà nó lại bị lọt. Ui tự nhiên mạnh thế nhở. Ui. Ui kìa. Hỏng ơi. Thế là hóa ra đối thủ nói đúng à. Đối thủ nói là không lên được clip là đúng à. Không, làm gì có chuyện đấy nhở. Chắc chắn là không phải rồi. Thế trận này khó à. Ui nhở. Ui nhở khó nhở. Ui đúng thật.
Ủa tại sao nhở? Hay là về vị trí con này? Chuyển sang đây nào. Ok, đứng một mình một chỗ hay sao? Đứng một mình một góc hay sao? Một mình solo hết có được không? Một mình solo hết thì có được không? Ờ, vừa lấy là kiểu như là đứng tụt tụt ấy. Bây giờ một mình solo hết luôn. Ờ, ờ, thích chơi kiểu thế cô. Ờ, 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 bạn ơi. Ờ, 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 nào, như nào, như nào, như nào, như nào, như nào, nào. Solo, solo, solo. Đấy. Đó, nó phải như thế. Nó phải như thế, vẫn còn bất diệt nha. Bất diệt chết. Úi giời ơi. Cắt chuỗi luôn. Ờ, bây giờ thì thế trận nó lại dễ hơn một tí rồi đấy. Dã man. Thì hóa ra là thế trận nó cũng khó đấy. Nhưng mà bây giờ thì nó cũng đã dễ rồi. Bây giờ cứ đứng một góc này thôi anh em ơi. Không cần phải đứng tụm vào đâu. Kệ nó, cho cái bọn kia nó làm gì làm. Bây giờ cứ đứng một mình ở bên này solo với một đống nó tụm vào. À ui ôi, chuyển sang 6 cá anh em ơi. Đối thủ chuyển sang 6 cá kìa. Bỏ 9 warrior rồi. Ui cũng thông minh đấy. Cũng coi như là trí đấy, trí đấy. Anh à, kẹp cả Doom kìa. Ui, kẹp Doom kìa. Doom con nào đấy, Doom con nào đấy. Không phải Doom mà con Du. Ui, nhưng mà cái quả này có vẻ hơi hơi căng nhá, hơi căng nhá. Mình solo được hết không? Ok bạn ơi. Ok bạn ơi. Cái con Lancer của nó đấm vào tự ngửa kìa anh em kìa. Tức là tôi vẫn có thể chơi được. 6 cá vẫn vô tư luôn anh em ơi. Hay quá. Ôi rồi. Đấy tôi đã nói rồi. Làm gì có chuyện. Anh em thấy chưa? Làm gì có chuyện. Nó đơn giản thế đâu. Đối thủ hoàn toàn là đánh sai cái sức mạnh của cái đội hình này rồi anh em ạ. Rõ ràng là chưa trải qua. Đấy, bây giờ cho trải. Phải trải qua một cái trận đấu như này mới thấy cái sự khó chịu ở bộ này anh em nhá. Mới thấy cái sức mạnh thật sự ở bộ này nó kinh khủng, nó đến cái cỡ như nào. Thực sự quá kinh khủng luôn. Đấy, đối thủ này là đối thủ của tôi, là rõ ràng là bảo xem video clip của tôi. Thế mà không biết được cái bộ này à. Thế chứ đi. Chứng tỏ là chưa trải rồi. Thế này là chưa trải rồi. Hoặc là có thể là bữa được bữa không rồi. Đấy, bữa được bữa không rồi. Chưa xem cái bộ này. Quá đáng tiếc cho đối thủ. Chưa biết cái bộ này à. Thôi được rồi. Đấy, đánh giá sức mạnh của bộ này nói chung là phải đánh giá lại thôi. Chứ còn không thể đánh giá dễ dàng được đâu. Không phải là chỉ có kẹp 6 cá vào nhá. Để chống được cái sát thương phép. Xong rồi kẹp thêm con Doom vào để ăn á. Không, 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 không. Không có cái chuyện đơn giản như thế đâu bạn ơi. À, úi rồi, găng tay này, hay quá. Rồi, nói chung là bây giờ chia đồ ra đó. Ơi mà có một cái nó rất hay nhá, là ở đây tôi có một cái kiếm này cũng tăng được cái sức mạnh của cái con dù rồi đấy, anh em ạ. Cũng được, cái kiếm này là nó tăng sức mạnh của những cái con mà đánh vào những cái con tướng mà nó cùng hệ, cùng tộc. Mà chúng ta đang đánh toàn là warrior, nên là nếu mà tôi cho cái con dù cầm cái kiếm thì có được không? Có được không anh em? Mà bây giờ tôi chưa dám thử, bởi vì bây giờ hiện tại tôi đang chiến thắng ấy. Tôi đang thắng là tôi chưa dám thử luôn. Bây giờ tôi thử vớ vẩn nữa lại còn 11 máu tôi bay màu. tôi bỏ đồ ra. Ví dụ tôi bỏ một cái nếu mà bỏ chắc bỏ cái dốc xoay nhỉ. Đừng cái gì đâu. Bỏ thì bỏ dốc xoay thôi. Nếu mà bỏ đồ thì bỏ dốc xoay đi. Đấy. Hay bỏ bất diệt. Không, cái bất diệt này hơi bị hay luôn đấy. Bất diệt hơi hay luôn đấy. Giải Doom các thứ. Sắp chết rồi tự nhiên bật bất diệt lên. Đối thủ không đấm được. Xong rồi xoay mấy cái đối thủ chết. Đúng không? Ây ấy da. Cái con Lancer này có vẻ là hơi trâu ấy nhá. Ây à, cũng căng đấy. Ui cũng căng đấy. Ui thế làm nào kết thúc. Không giết được con Lancer này. Nó kẹp 6 cá rồi. 6 cá. Ơ vẫn ăn được. Điều thật. Vẫn ăn được anh em ạ. Đối thủ đang dần dần coi như là mất máu về không. Nhưng mà chúng ta thì cũng thế đấy. Chúng ta đang bắt đầu đến giai đoạn chia máu rồi. Nhưng mà tôi bây giờ tôi lại hơi bị tự tin thôi nhá. Anh em thấy tôi tự tin với một cái con Swordman 2 sao không? Điều không? Swordman 2 sao mà cứ như là kiểu như là bố thiên hạ luôn. Vô địch thiên hạ. Chỉ một con Swordman 2 sao kết hợp với một con ác mộng.
Đối thủ không làm được một cái gì luôn ạ. Thề. Thật sự đối thủ không làm được một cái gì hết. Lọt là mỗi round là lọt ít nhất là một con, không thì lại hai con. Doom 2 sao nhá, kẹp với cái cá Doom toàn Doom một cái con gì ấy. Có Doom vào cái con Superman của tôi đâu. Superman của tôi thì anh em cũng thấy là con này 2 sao thì chả bao giờ nó bị dính Doom luôn. Đấy. Chả bao giờ nó Doom vào cái chọn cái con 2 đô để mà Doom cả. Nó sẽ phải chọn đầu tiên những cái con 4 đô trước. Đấy, 4 đô 5 đô chọn trước chứ. Cái con 2 đô với con 3 đô này của tôi thoải mái đánh luôn. Trời ơi, thế là có khi làm một cái trận này ấy. Ôi nhưng mà sao con này hút máu kinh vậy? À ôi dồn đồ cho con này à. Nó còn lấy được cái gậy trích kìa. Gậy trích xuyên kìa. Càng ấy, đấy cũng sẽ là cái món đồ mà tôi đang cần đây. Rồi, vẫn thắng anh em ạ. Tôi nghĩ là tôi sẽ rèn cái gậy trích. Tôi sẽ rèn cái gậy trích để tôi kết liễu nó. Phải có gậy trích đấy. Nhưng mà bây giờ đồ này thì cũng chưa bỏ được cái gì đi cả anh em ạ. Hiện tại đến với cái đồ này chưa bỏ được. À, tôi quyết định là đợi đến round thứ 45 anh em nhé. Rồi, bây giờ thử cái này đi. Tôi sẽ cho cái con du cái kiếm. Cái giáp xoay thì cũng chỉ bỏ được cái giáp xoay thôi. Đấy, nên là cho du cái kiếm. Để xem là nó có tăng cái sức mạnh khi mà đánh với cả bọn Warrior không nhá anh em nhé. Rồi, để tôi cho nó sang đây cho nó xoay. Ôi, chết rồi, chưa xoay được kìa. Ủa, căng đấy nhở. Không ổn rồi. Ủa. Không được. Có cái kiếm vào yếu hơn anh em ạ. Cái giáp xoay khỏe hơn. Nhưng mà cái round này ấy, tôi nghĩ là đối thủ cũng sẽ không thể giết được tôi đâu. Con này ở tôi nó cũng một đống đồ. Con ác mộng nó cũng khá là nhiều đồ ấy. Còn nếu mà round này, nếu mà chết ấy, thì chắc là lọt thì con này 5 đô. Mất 5 máu thôi. Vẫn còn một máu. Hỏng rồi, đối thủ giật mạnh quá. Có cái dậy xét anh em ạ, giật chết tôi. Hỏng rồi, lọt. Nhưng mà vẫn còn máu, vẫn một máu. Ơ, vẫn còn 3 máu cơ à. Thế thôi, không liều nữa anh em nhá. Không ổn rồi. Có vẻ như cái dao đấy ấy, là nó không có tăng được nhiều đam lắm đâu. Theo như bọn nó ghi là 50% đam, nhưng mà tôi không thấy là nó nhiều đến cái mức độ như thế. Tôi quyết định bỏ đi để lấy cái giáp xoay ok hơn. Rồi. Round này chắc cũng không xả kịp được hết cái đống tiền này. Round sau thôi, xếp bài cái đã. Round này chưa chết ở đâu, tôi nghĩ là chưa chết ở đâu. Nói là 3 máu ấy, nhưng mà 3 máu này nó cũng nhiều ấy. Cứ phun đồ cho Squidman thì không bao giờ sợ luôn. Rồi. Để xem là có thể là mà thua được không nhỉ. Ơ đối thủ chuyển sang cái gì ấy anh em ạ? Chuyển sang Warlock. Bỏ 6 cá rồi. Anh em nhìn này. Bây giờ mà lọt hai con này thì đối thủ có chết luôn không? Mỗi con này là 4 máu, 8 máu, vẫn chưa chết, vẫn còn 2 máu. Hai con này mỗi con 4 máu đó. Còn 2 máu, vậy là chúng ta sẽ phải kéo dài đến round thứ 46 đấy. Không sợ, hai con nó song kiếm hợp bích. Vớ vẩn con đánh con hòa cơ. Ờ. Secret Lancer này là Secret Lancer kẹp Warlock rồi anh em ạ. Kẹp Warlock rồi. Kẹp thêm Doom đấy, kẹp thêm Doom để counter tôi. Không, con này không được. Con Batman này dính đỏ, không được. Round sau hy vọng là sẽ kéo được cái con Squidman lên 3 sao thì mới yên tâm được. Chỉ còn 2 sao này mặc dù là khá là trâu nhưng mà cái lượng đam kết liễu không có anh em ạ. Mà thôi tôi roll luôn anh em ạ. Round sau không kịp đâu, còn phải xếp đồ nữa cơ. Bây giờ cái lượng đồ ấy chúng ta xếp nó rất mất thời gian.
Không được rồi. Âu ơi. Thôi xong rồi anh em ơi. Thế là xong, thế là xong, thế là xong, thế là xong anh em ạ. Ôi giời ơi. Giời. Một cái găng tay nữa. Ok. Rồi, xong. Đây, găng tay. Mỗi con cầm một cái. Ok. Rồi, tôi sẽ đổi hết cái món đồ còn lại để tôi lấy cái trượng trích. Tôi cần cái trượng trích anh em ạ. Từ từ đã, không kịp rồi. Đấy, tôi biết ngay. Nhưng mà không sao, round này không chết được đâu. Sự quất men lên được 3 sao à. Chấp Doom luôn, hai con Doom. Vãi đài. Kẹp hai Doom vào luôn. Ơ kìa, ơ kìa bạn ơi. Mà con này nó khỏe quá. Phải có trượng trích thì mới ăn được anh em ạ. Bây giờ tôi bỏ cái đồ nhưng mà tôi cũng chưa biết bỏ được món gì. Chả nhẽ bỏ cái găng tay à. Này thì lại thừa. Phí quá. Đây vừa đủ này. Ok. Đó. Ui rồi ôi. Thế thôi xác định rồi bạn ơi. Xong rồi đấy. Thế là clip lại được lên bạn ạ. Ôi giời ơi. Biết trước kết quả à? Biết trước tương lai rồi. Chắc chắn là clip được lên. Tất nhiên là round này hòa, nhưng mà round sau thì nó không có chuyện hòa đâu. Con Lancer nó chỉ nhây được đến khi mà nó gặp cái trượng trích rồi thôi anh em ạ. Rồi bây giờ tôi sẽ bỏ cái, chắc là bỏ chiến thắng nữa nhỉ. Như này đây, mỗi con cầm 10 găng. Hai găng này nó không stack với nhau anh em ạ. Hai găng nó không stack với nhau. Nên tôi quyết định là để mỗi con cầm một cái. Rồi. Rồi nói chung là ổn rồi đấy. Ác mộng không thèm lên 3 sao luôn. Bởi vì có đánh ác mộng đâu. Đánh mà con du này mà. Đấy cứ kẹp nhiều Doom vào. Kẹp hai con chưa đủ bạn ơi. Kẹp hẳn 10 con vào. 10 con mới đủ. Kìa anh em nhìn Doom kìa. Có Doom trúng rồi đấy. Doom trúng rồi đấy. Nhưng mà ơ rồi vẫn xoay à. Ơ tại sao thế nhở. Sao Doom trúng mà vẫn xoay. Thôi xong rồi. À, bây giờ tôi cho anh em xem cái cooldown của gậy trích nhá. Rồi chúng ta sẽ nhìn cái cooldown của gậy trích và chúng ta sẽ đếm ngược. Đấy, 3, 2, 1, hết giờ. Ôi giời ơi. Không thể nào có thể cưỡng được. Quá bá đạo anh em ạ, dã man. Thôi tôi nghĩ là nhà phát hành nên xóa cái bộ này đi. Nha anh em nhá. Theo anh em thì có nên xóa không thì anh em hãy để lại dưới phần comment. Rồi, anh em thấy hay để lại tôi một like nhá. Anh em chưa đăng ký hãy đăng ký kênh để xem thêm các clip khác của tôi. Và nếu còn thời gian mà anh em chưa biết cái bộ bá đạo, cái bộ này là bộ bá đạo như thế nào thì anh em có thể chọn clip bên trái. Và anh em cũng có thể chọn clip bên phải để xem cái bộ thần giáo nó được hồi sinh trở lại, nó mạnh đến cỡ như nào anh em nhá. Và cuối cùng, nếu anh em yêu mến tôi, anh em có thể đăng ký hội viên ủng hộ cho kênh bằng cách ấn vào link ở trên màn hình kết thúc, cũng như là link ở dưới phần mô tả của mỗi video anh em nhé. Cảm ơn anh em rất nhiều và hẹn gặp lại anh em vào những clip tiếp theo. Bye bye.